Rồi chào bạn, tiếp tục cái chuyên mục máy sửa nha bạn. Thì đây mình nhận được cái con máy này, nó bây giờ lười đếm phét các bạn. Con này khoảng 70 hay 70 hay là 80 phét nha bạn. Con này hình như là 80 phét. Thì đang chạy với 4 biến áp 255 này. Con máy rất khủng ha, để lên bít cái bàn của mình luôn, rất là to. Thì tuy nhiên thì con máy này mình cần phải làm lại do cái điều kiện nó đánh không hợp nước ha, hoặc là một cái vấn đề gì đó. Thì máy băm auto duty, mẫu mạch này của Lê Giang nha các bạn, nhưng mà thợ khác làm. Nói chung thì máy đánh hiệu không hiệu quả hay không hợp nước gì thì gửi qua nâng cấp chỉnh sửa thôi, không vấn đề gì đó. Thì thợ thầy mà ai làm cũng nhiều lúc không phải có cái trục chặt hay là sư gũi gì đó. Thì con này khách mới mua luôn, dùng cũng không được lắm, không ngon lắm, thì khách biết mình thì gửi qua cho mình nâng cấp thôi, và mình sẽ tiến hành làm con máy này nha anh em. Xong nha bạn. Con này thì khá là to này, con này thì 80 phét nha bạn, 80 hay 8 mấy phét thì mình lười đếm. Con này thì nguồn nữa, công nhận là máy lớn thì nguồn lực thiệt. Máy này chạy 4 biến áp E55 rồi, ok. Máy thì không có bàn tới bàn lưu về cái chuyện mà thợ này thợ kia thợ nọ nha. Thì máy thì trường hợp nó trục chặt hay nó lỗi là cái chuyện vấn đề đó khó có thể tránh khỏi. Rồi máy mình cũng vậy thôi, máy mình cũng lỗi người ta sửa hàng hà, cho nên là vậy đó. Rồi cái con này là anh khách này anh yêu cầu mình làm lại đánh chuyên biển nha bạn. Cái này xài kẹp kẹp bình 150A cũng khá là khủng bố. Thì khách có tâm sự với mình là mua con máy này cũng mười mấy cũ nhưng mà sử dụng không được, ra biển đánh không được nè. Rồi xong rồi có gửi đi đâu đó sửa một lần rồi nhưng mà cũng kém hiệu quả nên mới tìm tới mình. Thì con này thì mình sửa cho anh là 1,5 triệu nha, 1,500,000 đó. Máy khá là to. Máy này thì mình thay lại vi điều khiển lại, với lại thay luôn cả dao động. Cái phần mạch này nè, phần mạch đấy nè, dời lên dời xuống rất là cực khổ. Mình dự định quấn lại ba con cảm này, nhưng mà thật ra bạn nhìn nè, cảm E55 đôi ba cái như thế này quấn lại thì nó gọi là phê dữ luôn. Rồi bây giờ chỉ làm lại vi điều khiển, cân chỉnh dòng lại cho anh khách để đánh máy đánh lại chuyên biển thôi nha. Giờ trước mắt thì mình sẽ lấy trước nha bạn, test máy sơ sơ thôi. Con này thì cũng quá khủng. Đây thì nó có 3 chế độ đánh ha, này phải nhả cò nó mới nhớ chế độ nha. Con này thì nó đây là chế độ lì là khỏe nhất của máy nè, đó chế độ lì mạnh nhất nè. Công suất là nút màu cam nha, anh nhớ giùm mình. Màu đỏ thì nó sẽ là nút trộn xung. Tuy nhiên thì chuyển qua chế độ lì thì nó sẽ là tần số, còn nút màu trắng là nút duty. Rồi nhớ vậy đi, 3 chế độ. Tay mạnh yếu nè. Đó, mình làm lại chạy rất là mượt nha, chứ không có yếu nữa đâu nha. Nói chung là chạy ok. Thì con này cái dạng băm này thì nó ra biển đánh cũng tương đối thôi bạn, chứ không thể nào mà 100% giống như cái máy mà chuyên biển được đâu. Thì mình sẽ cố gắng hết sức cho anh khách này để anh thu hồi lại vốn. Rồi đây tải 11 bóng trước ha, giờ mình tải 30 bóng các bạn. Tải cho 25 bóng, 30 bóng, 25 bóng bạn. Cho bạn xem được cái khả năng đánh nước biển. Đó, đóng quá. Rồi 30 bóng ha, lên ngọt xanh luôn, dòng cao luôn nha bạn nha. Mình chỉnh cái phần dòng lại rồi, tức là mình chỉnh cho cái cái dạng mạch này thì nó thật sự ra nó rất là thông minh. Nó sử dụng vừa GT vừa G chung mà vừa CT luôn, tức là xài hai cái biến áp TI nè để dò, với lại một cái đường G chung để dò luôn. Thì mình chỉnh lại cái phần tải nước mặn là chủ yếu thôi, còn cái tải nước ngọt thì nó cũng không quan trọng mấy đâu. Anh khách này chủ yếu đánh chuyên biển mà. Rồi con máy này xong nha bạn nha, máy khá là khủng, sáng giờ giật lộn nó cũng hơi mệt nha bạn. Rồi chào bạn, các bạn muốn sửa máy thì liên hệ trực tiếp với mình.